棒。宝贝灯。Daddy shark doo 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 doo. Grandma, yes. Grandma shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Wait. How? Auntie shark doo 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 doo. Auntie shark doo 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 doo. Auntie shark doo 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 doo. Auntie shark. Uncle shark doo 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 doo. Uncle shark doo 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 doo. Uncle shark doo 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 doo. Uncle shark. Cousin shark doo 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 doo. Cousin shark doo 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 doo. Cousin shark doo 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 doo. Cousin sharks. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào.
Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi.
Nhờ các bạn đó. Pinh Phong. Hả? Pinh Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Pinh Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã, ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nhé. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải vì ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi, các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Pinh Phong. Đúng vậy, cảm ơn Pinh Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Pinh Phong? Bắt tên trộm Pinh Phong mau. Con, mẹ, bố, bà ngoại, ông ngoại. Chúng ta là một gia đình to bự. Ngoại vừa cho mình chơi bông tròn. Mẹ thì ở nhà đánh phân bồi kèm. Ngoài vườn nhà thì bố quét rong rêu. Bà ngoại mình thì thích đi câu. Ôi, còn ông đi chơi về. Cả nhà quay quần. Ngoài vừa cho mình chơi bông tròn, mẹ thì ở nhà đánh phân bồi kèm. Ngoài vườn nhà thì bố quét rong rêu. Bà ngoại mình thì thích đi câu. Ôi, còn ông đi chơi về. Cả nhà quay quần. Ba nè. Mẹ nè. Nè. Chị nè. Mình là bé con. Chúng ta một nhà xe hạnh phúc. Ba đang đi làm nè, bon bon trên đường. Vroom vroom beep beep, vroom vroom beep. Mẹ thì đang đi bơi, beep beep bơi trong hồ. Vroom vroom bóp, vroom vroom bóp. Anh đang trên đường nè, đi sợ thú thôi nào. Vroom vroom ek em, vroom vroom. Một nhà xe hạnh phúc. Big ha. Chi đang trên đường nè, bon bon tới trường. Vroom vroom ABC, vroom vroom ABC. Con em hãy đi công viên, beep beep qua hồ nè. Vroom vroom ha ha, vroom vroom ha ha. Những chiếc xe tuyệt vời, thật nhà xe thân yêu vui nhất trên đời. Có chúng tôi đây, một nhà xe vroom vroom. Cá mập con tu 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 tu. Hả? Cái gì đây? Bánh cupcake sao? Trông ngon quá đi. Ồ, có tờ ghi chú nữa nè. Gia đình cá mập thân mến, chúng tôi xin lỗi vì lần ăn trộm trước đây.
xin nhận những chiếc bánh cupcake xin lỗi này. Mong các bạn sẽ thích chúng. Chúc một ngày tốt lành. Cá mập con, hả? Con đang làm gì đó? Mẹ ơi, nhìn nè, gia đình cá mập trộm cắp gửi bánh cho chúng ta nè. Ồ? Và họ gửi lời xin lỗi vì đã ăn trộm lần trước. Thật vậy sao? Wow, mùi thơm quá đi. Hãy mang vào nhà và chia sẻ với cá mập ba, cá mập bà và cá mập ông nào. Dạ. Cảm ơn vì những chiếc bánh. Ôi, tôi thấy lạ quá. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con đừng ăn cái bánh đó nha. Ôi không, cả gia đình mình đã bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh này. Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình cá mập trộm cắp đã làm những chiếc bánh này bằng thuốc thu nhỏ và đưa chúng cho gia đình mình. Mình nên làm gì đây? Sao? Gia đình cá mập trộm cắp đang ở phía sau mình hả? Gia đình cá mập trộm cắp, trả gia đình lại cho ta mau! Đáng ra người phải biết chứ, tội nghiệp chứ kìa! Không, dừng lại! Đi mà tìm gia đình của ngươi đi! Các bạn ơi, mình nên làm gì đây? Mình biết họ ở đâu đó trong nhà, nhưng mình không chắc có thể tìm thấy vì họ siêu nhỏ. À, Binh Phong sẽ có cách giúp mình thôi. Gọi hỏi bạn ấy nào. Binh Phong ơi, giúp mình với. Cá mập con, có chuyện gì vậy? Có rắc rối to rồi. Ba, mẹ, ông, bà của mình, mọi người đều bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh của gia đình cá mập trộm cắp. Sao? Họ ổn chứ? Gia đình cá mập trộm cắp hỏi họ bay mất rồi. Giờ mình không biết tìm ở đâu hết. Đừng lo nè, cá mập con. Mình biết cách làm những chiếc bánh có thể mang họ quay trở lại. Nhưng trước tiên, mình sẽ phải lấy cho bạn một chiếc kính lúp. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy gia đình nhỏ của bạn. Tuyệt lắm, cảm ơn Bình Phong. Cá mập con, đây là kính lúp của bạn nè. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm gia đình của bạn đi. Chắc họ đang sợ hãi lắm. Cảm ơn Binh Phong. Các bạn cùng đi tìm lại gia đình với mình nha. Mọi người ở đâu nhỉ? Ở đây thì sao ta? Có rất nhiều màu xanh kìa. Cá mập bà chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, một cái đuôi màu xanh. Ba ơi, là một cái nẻ. Hãy cẩn thận đừng để bị đâm nhé. Phải cái đuôi này là của cá mập ba không ta? Con tìm thấy ba rồi nè. Ba ơi, ba có sao không? Có bị đau không? Ba ổn, cảm ơn con đã tìm thấy ba nha. May quá đi, hãy cùng mình đi tìm những thành viên còn lại nào. Mẹ ơi, bà ơi, ông ơi. Không có ai ở đây sao? Ba ơi, hãy đi tìm chỗ khác nào. Được thôi. Ồ, các bạn, có phải ngôi nhà búp bê vừa chuyển động không? Nhìn thử xem nào. Wow, màu hồng ở khắp mọi nơi. Mình khá chắc sẽ có thể tìm thấy cá mập mẹ ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ồ, đây rồi, cá mập mẹ. Ồ, chỉ là một cái gương cho búp bê thôi. Để lại chỗ cũ nào. Cá mập mẹ ở đâu rồi ta?
Phải cái đuôi màu hồng ở sau tấm rèm không? Tìm thấy cá mập mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Cảm ơn con đã tìm thấy mẹ nhé. Mừng quá, mẹ không sao cả. Mẹ ơi, ba ơi, chúng ta cần tìm cá mập ong và cá mập bà nữa. Hãy đi kiểm tra các phòng khác nào. Cá mập ong và cá mập bà ở đâu rồi ta? Ở đây hay ở kia? Bồn tắm toàn là bong bóng kìa. Thử tìm ở đây xem nào. Wow, có nhiều thứ màu cam ở đây quá. Chắc cá mập bà đang ở quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Đuôi màu cam kìa, chắc đây là cá mập bà rồi. Ồ, là William. Bạn đang làm gì ở đây? Mình hả? Mình đang đi tắm mà. Ồ, mình thấy rồi. Vậy thì trong hai cái đuôi này, cái nào là của cá mập bà nhỉ? Đuôi màu cam kìa, mình chắc chắn đây là đuôi của cá mập bà. Tìm thấy rồi, cá mập bà ơi. Cảm ơn đã tìm thấy bà, cá mập con à. Vui quá, cá mập bà cũng không bị sao cả. Giờ thì ta chỉ cần tìm cá mập ong nữa thôi. Đi nào. Cuối cùng, cá mập ong đang ở đâu nhỉ? Thật khó để tìm thấy cá mập ong trong phòng khách rộng lớn này. Ồ, có lẽ ở gần ngăn kéo đó. Nó toàn những thứ màu xanh lá cây. Cá mập ong có thể ở đó. Đi nào các bạn. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nhé. Đuôi xanh lá. Mới tìm đã thấy ong rồi. Cá mập ong. À, cá mập ong, nguy hiểm quá. Ông ơi, ông có sao không? Có bị đau không? Ồ, ông không sao. Đã lâu rồi ông chưa vận động gì hết. Chỉ là hơi đau lưng một chút thôi. Con lo lắng lắm đó. Ba ơi. Ủa? Mẹ ơi. Ủa? Bà ơi. Oh. Ông ơi. Yeah. Mừng quá, tìm được mọi người rồi. Cá mập con. Ủa? Mình tới rồi. Là Ping Pong. Lại đây, nhanh nào. Đây, mình đã làm những chiếc bánh thần kỳ. Sau khi ăn xong, cả nhà sẽ trở lại kích thước bình thường. Cảm ơn Ping Pong. Cùng ăn bánh thôi nào. Trở lại kích thước bình thường rồi. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Ồ, cá mập con, ổn cả rồi. Vui quá, cả nhà trở lại bình thường rồi. Thật may quá, không ai bị thương hết. Đúng vậy, nhờ cá mập con và Ping Pong, cả nhà đã trở lại bình thường mà không bị thương gì cả. Cảm ơn Ping Pong. Cảm ơn cá mập con. Con đã không làm được nếu không có bạn bè giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ồ, vì Ping Pong và cá mập con đã giúp ta, bà sẽ nấu một vài món ăn thật ngon cho cả nhà. Hãy cùng thưởng thức nha. Wow, ba ơi, ba là nhất luôn. Đi nào các bạn. Baby shark, doo 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 doo. Baby shark, doo 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 doo.
Mommy shark, Mommy shark, Mommy shark. Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark. Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end. It's the end, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark. Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark, Grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end. Cá mập con đu 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 đu, cá mập con đu 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 đu, cá mập con đu 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 đu, cá mập con. Cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập mẹ. Cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba. Cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, cá mập ba. Cá mập ông đu 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 đu, cá mập ông đu 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 đu, cá mập ông đu 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 đu, cá mập ông. Now came out.
mình đang ở công viên thế giới khủng long cùng gia đình nè. Mình rất hào hứng. Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy những loài khủng long nào đây? Được rồi, đi thôi. Hả? Lạ quá. Mẹ ơi, nhìn kia kìa. Ồ không, tấm bảng bị hỏng rồi. Mẹ nghĩ đã có chuyện gì đó. Có vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người, chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa, cũng tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Khoan, ba ơi, ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé. Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có nhận chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời! Tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn.
Cá mập con, con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Hả? Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chạm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaurus kia. Là Tyrannosaurus, vua của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu. Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật Pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con. Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị Pterosaur bắt giữ, ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng ba đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật Pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi Pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Ồ, Pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật Pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Ủa, chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ Pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo Pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không. Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho người đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó, nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật Pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được Pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại. Tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình và bảo vệ công viên giải trí khủng long.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.